mẹ ơi phản gái mười hai bến nước biết bến nào trong biết sông nào đục Biết gửi hay mai một ngày con xuất giá theo chồng Nhớ ngày ấy, trước khi leo lên giường của người ta Thì mẹ bảy luôn dặn dò kế cái mép tai Còn về đó, có chuyện gì cũng gán nhịn Đừng có quánh chồng nghe bảy Nhưng mà đời mà, ai hay được chữ ngờ Hãy mỗi lần bảy không ưng cái bụng Là ông bảy lại u cái mặt Xích mít một cái Là bảy như tề thiên thu phục yêu quái vậy đó Ngày qua ngày cứ tiếp diễn như thế Rồi một ngày nọ, ổng cũng bỏ đi Bảy buồn, nên hẹn chị sáu già nua ốm yếu đến đờ Bali Để chút sự tâm bầu mà bốn tiếng rồi chưa thấy cái bản mặt tồi tệ của bà tới nữa bảy như một cô bé lọ lem lạc giữa rừng thông như một nàng bạch tuyết bị rách chiếc váy xinh đẹp như một tuyệt sắc gia nhân bị nổi hạt mụn bọc đau lòng đến mức chỉ có thể đến đây mượn cảnh đẹp của nơi này lắp đi khoảng trống vậy đó chờ mãi chị sáu chưa tới chắc bảy phải về quốc một giấc rồi tối đi ba bức quá vừa ra về thì bà già kia cũng tới tới với vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ để chia sẻ với người đang thất tình bà luôn tìm cách để bảy nở một nụ cười nhưng điều thất bại bà gọi thêm ba ly nước xích đây chờ để dụ bảy cuối cùng bảy cũng cười nhưng không cười vì nước mà là cười vì cái bản mặt nhăn nheo lão quá của bà